Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích đến cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo hộp gỗ nguyên con đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị triệu chứng mất ngủ. Thưa các bạn, chúng ta nếu như ai đã từng trải qua căn bệnh mất ngủ thì đều cảm thấy rằng là ở căn bệnh này thì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta như thế nào đồng thời là nó gây áp lực tới công việc cũng như khiến cho sức khỏe của chúng ta bị xa sút đúng không ạ và đối với những người gặp mất ngủ thì tình trạng sức khỏe của họ còn trở nên yếu hơn thậm chí đối với người cao tuổi khi tình trạng mất ngủ diễn ra trong thời gian dài khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi đồng thời là còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ Chính vì vậy, việc làm như thế nào để có thể là điều trị tình trạng này một cách hiệu quả cũng như là dứt điểm luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và đông trùng hạ thảo được xem như là một trong những loại thần dược hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ vô cùng hiệu quả. Không chỉ có công dụng là giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ các dưỡng chất cũng như bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mà đông trùng hạ thảo nguyên con còn được biết đến là một trong những dòng sản phẩm mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của chúng ta và trong đó thì có cả việc hỗ trợ điều trị mất ngủ. Nếu như đông trùng hạ thảo dạng nước hay dạng cao, chúng ta chỉ có thể là pha hoặc là uống trực tiếp, thì với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con như bên cạnh kiểu anh đây, chúng ta có thể sử dụng được dưới nhiều dạng khác nhau, chế biến thành nhiều dạng khác nhau. Và tất nhiên với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này thì hẳn rằng là các bạn đang thắc mắc rằng tại sao nó có thể hỗ trợ điều trị được chứng mất ngủ. Thì Kiều Anh xin được giải thích như sau. Đông trùng hạ thảo có nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là dưỡng chất Codicep có tác dụng loại bỏ axit lactic giúp tăng cường tuần hoàn máu đến các chi, làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, stress và đem lại cho bạn một giấc ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Đồng thời, các dưỡng chất sẽ hỗ trợ đào thải radical có hại trong cơ thể, chống lại quá trình lão hóa, phục hồi cơ thể và kéo dài tuổi thọ ở người già. Đặc biệt, các vi khoáng chất, các axit amin và các chất chống lão hóa có trong đông trùng hạ thảo còn được biết đến là một trong những loại thần dược giúp cho chúng ta mang lại sức khỏe tốt hơn, đồng thời là ngăn chặn tình trạng mất ngủ, hỗ trợ điều trị tình trạng này vô cùng hiệu quả. Và có rất nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc nói riêng đã chứng minh rằng 80% người mất ngủ khi sử dụng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này đã có cải thiện rõ rệt, đồng thời họ có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn cũng như là không bị thức giấc giữa đêm nữa. Và tất nhiên với những công dụng tuyệt vời như vậy thì đông trùng hạ thảo hộp gỗ nguyên con như bên cạnh kiểu anh đây thì đang được sử dụng ngày một rộng rãi hơn. Và cách sử dụng dòng sản phẩm này cũng vô cùng là đơn giản, các bạn hãy nhớ cho kiểu anh nhé. Cách thứ nhất để sử dụng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này đó chính là chúng ta nhai trực tiếp rồi sau đó uống với nước ấm. Cách thứ hai đó chính là chúng ta hãm trà và sử dụng nước đông trùng hạ thảo. Cách thứ ba đó chính là chúng ta sử dụng để hầm với gà chế biến thành những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và bổ dưỡng. Cách thứ tư đó chính là chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo để ngâm rượu cũng như là ngâm mật ong để có thể là đảm bảo các dưỡng chất trong dòng sản phẩm này được tiết ra lâu cũng như là hiệu quả nhất và chúng ta chỉ cần để ý một vài điểm nho nhỏ trong quá trình sử dụng đông trùng hạ thảo thôi. Các bạn hãy nhớ cho kế anh, đó chính là chúng ta không sử dụng đông trùng hạ thảo cho trẻ em dưới 5 tuổi hay những người đang bị sốt cao. Thứ hai đó chính là với phụ nữ đang trong quá trình mang thai và cho con bú thì chúng ta nên hỏi kỹ ý kiến của chuyên viên tư vấn trước khi sử dụng dòng sản phẩm này. Vâng, chỉ với một vài điểm lưu ý nho nhỏ như vậy thôi, chúng ta đã tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại rồi. Tất nhiên để mua được một dòng sản phẩm chất lượng thì các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ nguyên con. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.